sửa chưa nhỉ? Rồi. Ui sao đó chị? Rồi là chưa rồi. Rồi. Rồi chưa? Rồi. Rồi á. Vừa update hôm thứ năm mà. Wow. Tí nữa chưa đúng. Dành main của media luôn mà. Nên đây hay chơi đốc không nhỉ? Mình sẽ lại bắt thằng Kylo chui trong nhà hai trời. Thì em không chơi nhiều lắm. Một cái mini là dành chỗ Kylo. Tin em. Đó, hợp lý này, hợp lý này. Không ai ngờ được thằng này mua ở trong nhà hai tầng. Không ai ngờ được thằng này mua ở trong nhà hai tầng. Không ai ngờ được. Bất ngờ thật đấy. Hack não luôn cả team. Team bro. Không thể ngờ được. Không ai tin được tôi có nhà hai tầng. Mấy ga bốn bị quá. Nó bay ga một thẳng luôn á. Cũng không ai tin được em bích nhà hai tầng, em cũng không tin luôn mà nói chi ai. Ủa mà nó không có khóa máy á. Mông Mù Thủy. Nó không có khóa máy á. Không phải Mông Mù Thủy đi quyết. Chết mẹ rồi, chị Tero dốc rồi em ơi. Rồi thấy mẹ rồi. Anh rồi thì em đi tàu chứ gì. Rồi không. À chưa may quá. May là kịp. May mà kịp. Giờ giống tôi dở. May quá vẫn ổn. Hoa và thì chỉ kéo nó vào đây này. Ơ cái mờ cái này không cầm khóa máy thì là không có cái nhánh gì nhỉ? Còn nó mới mày dí tao. Không có khóa máy là không có nhánh chi nhánh đầu nhánh chín nhỉ? Ấy. Đâu đây? Có một linh nãy giờ nhá. Con chủ thể mất chị rồi. Nó gì về á? À nó lại về chị rồi, nó lại về chị rồi. Nó tính lấy máu của em, mẹ 12 giờ nó hết hồn luôn. Đơ mấy giây. Nó ngay dưới chân nào thôi. Máy nhà 2 tầng, máy sau nhà 2 tầng, hai máy. Ủa phải rồi, đánh luôn à? Đánh luôn à? Vậy là nó có ấn mới rồi á. Hàm nhà 2 tầng luôn. Xong hết máy mẹ ăn rồi. Đâu ra? Naibu chưa đập máy nha. Hôm chị hôm luôn, hôm luôn. Hôm lễ hôm luôn, hôm luôn chứ gì nữa. Ấn kịp không? Ôi không ấn được. Kịp, ấn được. Kịp. Ấn kịp nhưng mà sao? Gỡ luôn, Mine, gỡ luôn, Mine. Mine ở đâu? Đây. Ôi, thế thì Hunter cút rồi. Hunter cút chặt. Hưu luôn, gỡ xong. Đủ máy nha, máy nhà 2 tầng, gỡ ấn trong chạy. Hưu đi. Kịp. Chưa thấy con mẹ sang rồi. Thế mẹ gửi con cái ảnh tách đèn được không? Không cho mộng phù thủy gặp đi dì em bằng. Đủ máy nha, máy nhà 2 tầng. Nhanh, kim nhanh con kim. Mì nè, em lấy kim tim của con đốc rồi, em đít, em cắm vào đít của chị ra đi cho nhanh đi. Người đâu hối hồi à. Xong rồi anh không cần bị thế đâu. Thiếu một máy. Đủ máy rồi, máy nhà 2 tầng. Bên trong nhà 2 tầng. Ơi, bạn ở trong bạn ấy. Chết rồi. Má nó chưa đập máy rồi mà. Đang đập thì không nói chung con Hunter nó cũng sốc cái quả 12 giờ của em lắm. Đó. Ê con mẹ đi ra đây này, để chị chạy ra chỗ thang nhá. Con mẹ đi sang đây rồi này, để chị chạy đi. Hay quá. Chị hay quá. Chị đỉnh vãi. Rồi chị chạy rồi. Chị hay vãi. Chạy rồi. Chị đỉnh vãi. Nó vẫn sống chết nó dí chị kia kìa. Chị lần tính là chị là đến lần gấp lần đó chị chạy xe đấy. Mì Nam mất máu bây giờ. Chạy xa rồi. Con hổ chị ra ăn mà, con này con hổ chị ra ăn mà. Nó kêu con mẹ nó về. Đập máy mới chị đâu rồi. Anh không đỡ đâu nha. Mất kêu không? Nhanh còn chị. Cứ chờ em đánh. Không nó đang dí Mì Nam. Dí Mì Nam mà. Máy mới luôn. Máy mới luôn. Không đập được. Đây bên này có. Bên này thiếu gì máy. Rồi xong.
Cô hay quá cô ơi, cô ăn hết cô chạy luôn, cô đứng đó cô camera lên. Trời ơi, đứng camera lên nữa. Ai cứu đi, ai cứu đi, ai cứu đi, giữ sáu ai cứu đi. Anh biết gì không? Ai cứu đi, đeng ai cứu đi, đeng ai cứu đi. Ờ, đây còn danh sách rồi. Anh vô. Ê, có chừng đó cái bên. Anh, đây gọi là danh sừng với thực đen. Dạ. Anh vừa cho em chơi ngu xong. Thôi, cái đâu cứu đi. Thôi. Thế muốn giữ sáu mà giữ không được. Không giữ được, ép buộc thế rồi. Gần quá. Mẹ, chết. Trời ơi, đập máy mới, chạy xe nha hai tuần đấy. Chạy xe nha hai tuần đây, giờ phải ép nó cay canh nha hai tuần, nó chưa đủ phép nữa chứ. Thả chó được phép rồi à? Ủa, thả chó hả? Thả chó mà. Chị, nó kia, nãy vừa mi vừa nói nó thả chó xong. Hồi nào? Chị thấy nó thả chó chị rồi. Máy bao nhiêu? Gần xong rồi. 86. Ta cộng đứng đi. Máy xong ra cổng. Anh rồi nó lôi vô nhà 2 tuần. Máy xong. Trời lô ra. Chết rồi. Hay làm gì có máy này. Chết rồi, giờ sao? À con mẹ sang đây. Lên luôn nha. Lên luôn. Cậu Mine xe cũng chạy vô đó nữa. Lôi kỹ thuật anh ạ. Tiêu chị đâu? Không mở cổng à. Thôi lên rồi. Mine rồi. Senna sẽ được rồi. Chịu Mine giờ còn chạy vòng vòng trong nhà 2 tầng á. Thật ra em không ở trong nhà 2 tầng đâu, em bên ngoài rồi. Nhưng tại sao em lại vô đó? Thì lỗi kỹ thuật à. Mine có cần chạy lục rồi với hòm không? Mở cổng đi, chị mở cổng đi. Không, hòm là của em. Chết luôn rồi đây này. Nó dùng ăn của chị á, nó dùng ăn của chị. Bây giờ là nó bây giờ thì nó chỉ có một con đệ thôi. Thắng rồi. Thua nữa thì coi chừng. Mine em đâu rồi? Mia sợ sang ga 4 rồi. Đi ra game 1 giùm cái cô ơi. Nó sang ga 4 thôi, kệ nó đi, để nó mở cửa đi. Cứu không? Ra được không? Chờ chị ra nha, em không lo cho bạn. Không được, chị chết đây rồi. Chờ chị. Bỏ đi. Chứ anh có dánh bò. Đỡ phép rồi đó. Bò, thả im im tôi bò. Chứ anh có dánh bò. Bò. Chứ anh có dánh bò. Gãy đi. Hay. Không kịp rồi. Phải có cổ vũ hồi giấy cho tôi mày ra kịp. Cổ vũ hồi giấy cũng không kịp được đâu. Trời ơi, nhánh bò của chị không bằng nhánh bò của em rồi. Chỉ có 12 giờ mà. Thì đó, nhánh bò của chị không bằng nhánh bò của em rồi. Chị biết sao không? Tại chị không le á. Em bò em le quá trời luôn. Ê, trời chỗ đó sao cay chị? Chỗ đây chứ. Đúng rồi, đi. Ừ, vậy đi. Thà vậy. Ừ, vậy đi. Thà vậy đi. Chưa gì chị xem chị xem thịt chưa? Chị quên mất rồi, hết trận đi. Đấy, biết ngay. Ê, cũng nghe lời phim của tao. Thế biết ngay mà. tí lê anh em xin nghe cậu đấy anh ạ. Mai là phải đi làm. Thứ bảy. Thầm nhà nhỏ đi, để có cái lãnh địa. Thế rồi, thật chị nhỏ. Đấy, thấy không? Thôi chị, mai đi. Mày đi lại. Mày làm để. Mày làm để chúng ta đi phép chị. Con mèo chứ ơi. Mèo. Thôi, mèo lỗi luôn. Thả rồi. Nhưng mà sao map? Nhưng mà sao map này chỉ là chơi tập luyện. Thích thì chơi thôi, sợ à? Không, map này đang nhỏ quá. Thôi kệ đi, nói chung nhỏ hay không, tập luyện đánh nào chả được. Xuống hầm, xuống nhà nhỏ nằm luôn chị. Xuống hầm luôn chơi chị. Ca xuống hầm luôn cho nó sợ. Không được rồi, chết mẹ chạy, em mới chạy đường nào này. Không được rồi. Bò hướng em, hơi. Đấy, không kịp. Đâu sao? Cứ một lần cho chị ta. Thả. Ôi, thả nó chết. Nó bây giờ có bắt tướng cả. Tướng nó xuyên thêm cái đấy chứ, ai gọi thể. Hủy chị. Chó thả có bát tơ cả.
đánh rồi, không xuyên được cho bay hụt. Không tới. Không, không phải là không tới mà là không xuyên được. Không xuyên cái cây gậy của cô ấy được. Thủy, Thủy. Thủy thôi. Em sao tí là chạy ra bên tường đổ kia rồi. Ồ, má cứu bằng máu rồi. Cứu đi, cứu đi. Ôi đứng đó đi chị cứu kiểu gì? À chị chạy đi đâu, chạy đi đâu? Chạy chạy. Đấm đi em, đấm đi. Anh tát thôi. Không cọc kìa. Chà, chả. Wow. Em đang đứng chuyện đấy. Ủa xem chạy, xem đứng xa đi. Chịu. Chị dùng hòm luôn nhá. Rồi hòa luôn, lấy hòa mi, phải hòa mi. Dùng đi em. Nó biết chị ở nghĩ gì rồi. Thì kệ nó thôi. Đầu trận, đánh, đấm nó ra đi. Đầu trận chị dựng, chị không, support không đấy. Không, được. Đây à. Đập máy. Mất một con mèo. Đập máy. Thì cứ ra với 500 giờ chị đang cố cai thêm 35 giây nữa thì đẹp. Hàm ơn cái địa. Chỗ hoàn 20 trắng à. Đập đi. Ui em đánh nó về chỗ chị à em? Không, đánh kiểu đó nhưng mà nó không có đi theo chị được. Em ăn mèo, Ok. Được theo hướng em nó nhảy á. Có không? Có. Được cái cửa sổ này không? 70 giây nữa hồn lên. Cua trái chị? Chị cua phải. Trái rồi. Phải. Cua phải. Ô. Cua phải chỉ có em. Hút lại. Đi ngược lại. Ủa, sao? Chưa anh đây, bỏ cửa sổ. Có 12 giờ không chị? Có. Bởi linh á, làm gì đã có. Chưa. Anh ơi, em ở sau lưng nó, thoải mái đi. Chờ 30 giây nữa có Blin, 30 giây nữa có Blin. Ê, chị ơi. Chị biết rồi, chị nhìn thấy rồi. Ủa, chị đang rồi. Nhảy lỗi. Cứ cây cửa sổ này, cây cửa sổ này nhá. Nhảy, hít lại ốp. Không được. Sao mày không? Không hít được. Không hít được. Rồi tao tưởng mày hít lại. Mặc dầu, đi luôn. Ôi, thấy rồi. Thằng buôn đạp máy còn lại. Ốp ơi, cover luôn, em nó có lên rồi. Nó có lên rồi, cover luôn. Đừng có cover bấm, đừng hang cover bấm. Rồi, ok. BB luôn càng tốt nha. Còn một máy cục thì đi nha. Chắc nó sợ được chị Ran á. Ok, sao rồi. Chắc nó sợ được chị Ran rồi. Rồi. Được rồi. Không để mất máu nha. Mất nội tại. Rồi, mất hết rồi đấy. Em hết 500 rồi đấy, xử lý. Đây giữa đường các bạn ơi, giữa đường. Em hết 500 rồi thì còn lâu. Trời ơi, nó chậm đến hòa rồi. Thôi, nó chậm đến hòa rồi. Bị lừa đen, chắc chắn là họ hầm trước cái đĩa, có chắc chắn là họ. Không biết nhưng mà tại vì bị hoàng một quả lộn, bị đánh một quả không xoay cam. Ăn cổng đi anh. Mấy xong rồi cổng đi anh. Hầm sống. Hầm trước cái đĩa, trước cái đĩa. Mày xong rồi. Ok, thế để em đôi được con mèo nó về à. Ok, mắc mèo. Từ nha. Từ kinh ghế địa cơ mà. Hàm trước cái địa nha em. Mày đang cống sâu rồi đó. Cống sâu làm chi? Lên. Rồi sẽ hiểu lý do thôi. Nó bực mình rồi. Không, nó vẫn đuổi thằng Ngọt. Cống sâu, em ra cống sâu. Vẫn đuổi thằng Ngọt, ra cống sâu cũng được. Nó không ăn 500. Nó né 500 rồi Ngọt ơi, mày ném 500 xấu quá. Thôi chị. Ném 500 lệch luôn mà. Thôi không kịp. Ăn đầu trận bị một đoạn lừa đèn cửa số không xoay cam nên là bị ăn một hit oan gục ghê. Thôi hòa đi. Thằng này nó chưa chắc ăn ha. Để xem mình chứa rổ bóc sau. Chưa chắc ăn.